Nên chọn ngói bê tông hay ngói trắng men tại sao phần 2. Trong cái phần 2 này em sẽ nêu ra cái đánh giá về mặt thẩm mỹ. Thì đây là một công trình được lợp bằng ngói trắng men có giá thành từ 18 đến 19 ngàn đồng một viên. Còn đây là một cái công trình được lợp bằng ngói bê tông cũng có giá từ 18 đến 19 ngàn đồng một viên. Dựa trên những cái đánh giá khách quan của các cái gia chủ và các anh em thợ làm ngói thì đại đa số đều cho rằng cái ngói bê tông có cái độ thẩm mỹ cao hơn là ngói trắng men. Bởi vì ngói bê tông là một cái dòng ngói ép không nung cho nên là nó phẳng hơn. Mặt khác thì các cái chi tiết được tạo ra ở trên cái viên ngói trông rất là sắc nét và rất là khôn. Thứ hai là các cái phụ kiện như là bò nóc của cái dòng ngói bê tông đẹp hơn và khôn hơn so với các cái dòng ngói trắng men. Và thứ ba đó là màu sắc của các cái dòng ngói bê tông thì rất là đa dạng, các cái màu tươi sáng và trung tính hơn. Còn các cái dòng ngói trắng men thì màu khá là sậm và tối màu. Qua ba yếu tố đó chúng ta sẽ cộng 1 về cái độ thẩm mỹ cho ngói bê tông.